Vâng, vẫn còn một cái đường có thể ăn gian được, và Lương Chí Dũng đánh một cái lực rất mềm và êm. Vâng, cú đổ viên bi số 9 về lỗ 10 rất chính xác của Lương Chí Dũng. Xuất thân đã từng chơi phủi và kinh qua nội dung bia số rất nhiều năm rồi. Và đến bây giờ thì cái bản năng sát thủ bi lỗ 10 của Dũng còn vẫn còn nguyên trong tay. Tỷ số được cân bằng một đều. Đây là tình huống sút tê không phải là khó để ăn đơn thuần bi số 1, nhưng cái chính là sẽ đặt đầu gậy vào đâu để kiểm soát ra được bi số 2 đây các bạn ạ. Vâng, rất hay, một cú sút tê trô được viên bi cái đứng lại. Sút tê dưới tầm bi cực kỳ hay và kỹ thuật của Lương Chí Dũng các bạn ơi. Hơi dẻo tay một chút, cái phê bên tay trái để cái bắt hai băng ra thành biên phía bên này. Đánh vi số 3 và lỗ góc thôi. Rất chính xác. Rồi, chạm nhẹ với bi số 8 vừa đủ. Như vậy là vẫn sửa lỗi rất thành công sau một cái tình huống đánh bi thiếu sự cẩn thận, thì Lương Chí Dũng đã phản hồi lại bằng một cái pha thủ bi rất kinh nghiệm của mình. Vào chạm trước má viên bi số 8 rồi các bạn ạ. Như vậy là Dương Chí Dũng đã nhổng gậy lên và đánh dưới tâm bi rồi để kéo một băng ra. Wow. Vẫn rất êm các bạn ạ. Vẫn chính xác như ngày nào. Ví dụ như giải câu lạc bộ này đi, hay là giải đấu, những cái giải đấu như kiểu Thái Tuấn Open vừa qua của Lão Mõ làm thì cũng rất là hay. Cái gì đây? Vâng, cú đánh ăn được hai con bi của Lương Chí Dũng. Rồi, cầu tay rất dài. Hay, dùng 4 làm phanh. Nào bây giờ chúng ta cùng xem là anh điều từ 2 ra 3 như thế nào. 2 ra 3 mà lấy được đúng má thì điều ra bi số 4, tôi nghĩ nó là điều dễ dàng thôi. Một cú đánh trơn và ăn bi số 4 cùng lỗ, hoặc là thích thì có thể sang C sang và ăn 4 lỗ góc bên còn lại cũng được. Được, thế này thì có lẽ sẽ một cú đẩy thôi và sau đó ăn 4 cùng lỗ là được rồi. Tình huống này không biết là có dùng 5 làm phanh được không nhỉ? Ồ, như vậy là vẫn dùng 5 làm phanh được. Đẹp rồi. Tình huống cuối cùng của ván bàn này thì, và thứ hai, tôi chỉ cần không đọc thần, chỉ cần không có những từ cấm thôi, không có những thần chú như kiểu gấm Kami hay Hải Dô là chắc chắn là sẽ đỡ hơn hẳn. Vâng, quá tốt. Quá tốt. Ồ, như vậy là Lương Chí Dũng không chấp nhận cái việc là bắn bi số 4 vào lỗ góc. Bi số 4 này có đường lỗ góc đấy chứ. Còn bi số 3 rồi điều ra bi số 4 tôi thấy khá thuận đấy chứ. Mà không các bạn ạ, anh ấy quyết định là không. Một cú trô hết tầm về và điều ra có bi số 4 vào lỗ giữa. Thế này cũng được rồi. Hơi nắn một tí thôi nhưng vẫn là ổn. Anh Lâm Voi được tính là hạng A ở những cái giải thì cấp câu lạc bộ các bạn ạ. Hạng A nhé. Một tay cờ rất lâu năm đấy ạ. Không, cơ cây cơ của anh Dũng là cây cơ dành cho bộ môn Chinese pool.
đầu tẩy của nó, à, cái đầu cơ của nó to hơn so với đầu cơ của snooker. Vâng, tình huống này thì bị ăn vào má trong nhiều quá và bị số 6 rồi. Ồ, đang tính là kéo một băng ra. Tình huống này tôi nghĩ là phải đánh đầu gậy 7 giờ văng hẳn 2 băng đi. Tình huống này chả hiểu sao tôi cứ nghi nghi anh Dũng sẽ đánh trượt các bạn ạ. Nghi lắm. Ồ, hay. Như vậy là giữa lỗ con bình số 6 đến từ Lương Chí Dũng. Đuôi mất rồi thì phải. Như vậy là đã đuôi con bình số 7. À, như vậy còn riêng đường cho con số 7 này. Hay quá rồi. Cú này đẩy lên thôi. Năm ba rồi, thêm một lần nữa gia tăng cách biệt dành cho Lương Chí Dũng.